như thế này được an toàn luôn đấy. Sản phẩm này cho những ai muốn có làn da trắng tự nhiên. Cách dùng thì rất đơn giản, kết hợp kem đánh răng với than hoạt tính đánh răng như bình thường. Than hoạt tính sẽ giúp hấp thụ mảng bạc, làm trắng răng tự nhiên, không đau, không ấn như các sản phẩm khác. Nên cần thời gian răng mới trắng được. Mỗi tuần nên đánh răng 3-4 lần với than hoạt tính. Sau một thời gian răng sẽ trắng lên chút đấy. Ok, hấp nhận hai răng vàng xỉn màu thiếu tự tin. Chúng ta chuẩn bị chờ đi khi cô tới Hàn Quốc là thực tập sinh, cô là anh hỏi.